Hai cô chú ơi, xin chào cô chú. Đây hiện tại bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng. Chay hôm nay dậy rất là sớm. Coi có nói kìa. Chay dậy lúc 8 giờ, ăn uống đồ xong hết rồi, bây giờ chay rồi mẹ lấy màu ra cho chay vẽ nè cô chú đó. Muốn nằm. Rồi, bây giờ mẹ là. Rồi con, đó. Đó, rồi con thẳng chân ra con nằm nha. Rồi, đúng rồi, nó muốn nằm. Nói cho cô chú coi em bé học bài nè. Trời ơi, tự nhiên Ngọc đang đứng, Ngọc tính rửa chén cái tự nhiên nó chạy lại cái nó chỉ lên cái bảng, có mấy cái bảng ở trên cái bảng màu trắng thì nó có mấy cây viết màu để mình vẽ, mình viết lên cái bảng á. Nó chạy lại đứng ngay cái bảng đó, nó chỉ lên mấy cây bút á, là Ngọc biết là nó muốn vẽ rồi đó. Bây giờ là lấy ra cho nó ngồi vẽ. Trời ơi, tự hỏi mẹ màu để vẽ luôn, cô chú thấy giỏi chưa? Ê, đừng có vẽ bằng vôi. Đừng có vẽ em vôi nha. Con chào cô chú đi. Nè, bây giờ nè. Hello baby. Peekaboo is the most fun with you. Where did you go? Peekaboo, I found you. Where are you? Peekaboo, I see you. Ngồi dậy đi, ngồi dậy ôm em, ngồi dậy ôm em vô đi. Where did you go? Hello baby. Hello baby. Yeah. Hi cutie pie. Are you a cutie pie? Đừng có vẽ bằng vôi xinh lè rồi kìa, vẽ cái tay bằng vôi xinh lè nè. Chơi lâu quá không có chơi con vôi này, hôm qua hôm kia ba bỏ pin vô cái thấy con vôi này trời ơi ngồi cười hi luôn. Nói ủa sao bằng vôi thì biết nói kỳ ta. Trời ơi nằm y như người lớn không cô chú. Em mỗi ngày một lớn à. Quá kìa. Thì mày lấy em này ra nha, cho con nằm con thoải mái. Trời ơi, quá giỏi luôn. Đó, tô mấy cái đó đó, đúng rồi, mấy cái đó ly rượu đó, tô đi con. Giỏi quá trời giỏi luôn. Thôi, chi tay kia đi, chứ đừng đổi tay chi. Giỏi. Mày bắt em vô nha. Bắt em vô. Hello baby, let's sing together. Let's sing together again. Do your ears hang low? Do they wobble to and fro? Can you tie them in a knot? Can you tie them in a bow? Can you throw them on your shoulder? Like a concert and a soldier. Do your ears hang low? No. Do your ears flip flop? Can you use them as a mop? Are they stringy at the bottom? Are they curly at the top? Can you use them for a swatter? Can you use them for a blotter? Do your ears flip flop? Yeah. Do your ears stick out? Can you waggle them? Ôi. Up and down as you fly around the town? Can you shut them up for sure when you hear an awful roar? Rồi thôi ngồi học bài đó đi nha, rồi chút nữa mẹ lại mày quay cái khác nghe chưa. Ngồi đó đi mày làm câu chuyện. Sợ quá. Sao nói mày nghe coi. Baby shark do 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 do, mommy shark do 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 do, daddy shark. Hi chị. You wanna shower now? Đi tắm không? Tắm. Con nói đi cô. Cô đi. Gì vậy, gỡ ghẻ hả? Chân ghẻ đâu cho cô chú coi chân ghẻ đâu. Làm gì á? À quay chân dài, quay chân dài. Đi tắm không? Tắm. Con nói đi, con nói cô. Tắm. Con nói cô. Không nói hả? Tắm. Cá đâu chỉ mày coi cá đâu? Cá đâu? Cá hả? Cho cá ăn không?
Cho cá ăn không? Nói mày nghe coi. Cho cá ăn hả? Rồi đây đây đây, đem ký vô ha, đem ký rồi, đem ký nha. Rồi đem vô đi, đem vô đi. Đem vô nha. Oh, wow, look at the camera, JD. Wow, look at you. Con nói đi, cặp. Dữ chưa? Dữ chưa, sành điệu chưa? Trình điệu chưa? Con hỏi đi, trình điệu chưa? Con hỏi đi, sành điệu chưa? Còn làm số 2 nữa, để số 2 này nữa. Để số 2 chụp hình là mô mốt, phải để số 2 vậy nè nghe chưa? Chụp hình là phải 2. Beautiful JD, put it on. Mang vô. Tự mang vô coi mẹ coi, coi tự mang được không? Đây, mẹ mang vô cho. Đây. Mang vô cho. Con chưa đủ bản lĩnh không? Chưa đủ bản lĩnh để mang một cái kiến vô không? Bởi vậy, 1, 2, 3. Chưa, chay chưa đủ bản lĩnh để đeo kiến cô chú ơi. Trời ơi, con có miệng à. Con nói đi, cô. Trời ơi, cô vậy còn đẹp nữa, Nhức lên rồi, bỏ lên. Đó, bỏ lên vậy đó. Đó, trời ơi, cô đẹp quá. Bỏ lên. Hoặc là để vậy nè chay, hoặc là để vậy nè. Đó, hoặc là để vậy đó. Nhìn. Nhìn sao? Quá đẹp luôn. Give me high five. Coi, ngậm miệng lại chứ nhiều lúc miếng. Răng chưa có, răng chưa đủ nên phải ngậm lại nghe chưa? Thời trang quá. Cô chú coi em kìa, cô chú coi em ăn xong. Ôi trời ơi, hết hồn. Mẹ bị yếu tim. Mẹ bị yếu tim, con đừng làm mẹ sợ. Lỗ tai hả? Ờ lỗ tai, tóc đâu? Tóc, trời giờ chịu đeo kiến rồi kìa, có chịu rồi không? Hả? Bụi chụp. Con cho cô chú đeo kiến với. Đeo kiến cho cô chú đi. Trời ơi, đeo dữ chưa? Dữ chưa? Coi chừng nha. Bẻ cài nhẹ nhẹ thôi chứ bẻ quá gãy kiến à. Ray băng đó. Kiến ray băng đó, không có tiền mua lại kiến ray băng đó nghe chưa? 2.99 cái đó. Hả chay? 2.99 Univy.com hả chay? Ừ. Mẹ đeo hả? Mẹ đeo nha. Ừ. Đeo không? Con đeo đi. Ủa, cái gì vậy? Gì chướng đời vậy? Mẹ đeo con nha. Đây mẹ đeo con. Trời ơi, coi con nó biến nước mèo chảy kìa. Đây mẹ sorry. I am sorry. Đẹp chưa? Em đẹp không cần son phấn, duyên tâm xinh thật xinh rất hiền. Đúng rồi.
Nói đi, nói đi. Nói cô chú nghe đi. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Vỗ tay, vỗ tay, mẹ hát là hay vậy, vỗ tay. Cổ vũ mẹ. Con nói cái này nè, con nói kính. Bây giờ muốn đọc chữ này là kính hay kiến? Cái này muốn đọc là cái kiến hay là cái kính? Hả? Con muốn mẹ đeo vô hả? À, mẹ đeo. Ồ, mẹ đeo. Đó, đẹp chưa? Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Hey, đẹp chưa? Đẹp chưa? Thấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Cứ vậy thôi cười à. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? I love you, baby. Đẹp chưa? Đẹp chưa? I love you. Nắm tay mẹ, đúng rồi. Thôi mẹ bồng nha. Mẹ bồng nè, thôi mẹ bồng đi. Kết thúc video tại đây đi. Chào tạm biệt cô chú đi. Xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip này. Hy vọng là cô chú thích cái giây phút mà chỉ là đơn giản của ngày hôm nay thôi, là đeo kiến với lại cười với lại xàm xàm xí xí của hai mẹ con thôi. Hai mẹ con thì cũng không có gì nhiều để gửi tới cô chú, chỉ là ánh mắt và nụ cười. Đúng không? Chỉ là ánh mắt và nụ cười. Mẹ đeo đẹp hả? Mẹ đeo đẹp hơn con hả? Mày xí xí phải không? Rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Người thấy mày đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? I love you, JD. Đẹp chưa? Hả? Cô chú thấy này chạy chịch rồi giòn tan chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời ơi nó cười. Đẹp chưa? Hôn mẹ miếng này, hôn mẹ miếng. I love you, baby. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ôi cười lớn quá. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ủa? Cười chảy nước miếng luôn rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Không mày miếng này. I love you, baby. Đẹp chưa? Cười thôi, chào tạm biệt cô chú lại đây đi. Hôm nay mà đúng rồi, mà mở kiến là hà không? Thì hôm nay là hai mẹ con mang đến cho cô chú một cái video clip cười sảng khoái. Hả? Nói đi nói tới nói lui cũng có chỉ có vậy thôi. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này của Chay. Đây là một trong những cái video clip mà Chay cười nhiều nhất. Hả cô chú hả? Ồ đúng rồi, đã gần cả 200 cái video clip rồi. Mà đây là cái video clip mà cô chú thấy cây Chay cười nhiều nhất, sảng khoái nhất, vui vẻ nhất. Mà nó cười vậy hoài, nhưng mà lâu lâu cái tự nhiên cái mình cầm lên cái máy camera cái nó hết cười. Tự nhiên mới đang có mắt kiến mà ẩn cười miết luôn, có cái chủ đề mắt kiến thôi mà ẩn cười miết luôn từ sáng tới chiều. Đẹp chưa? Chưa đeo mắt kiến sao đẹp.
Đã chưa? Cười nữa. Có con Ngọc đeo có mắt kiến vô thôi mà nó cười vậy đó mọi người. Đẹp chưa? Rồi thôi. Bye bye cô chú đi. Mẹ cầm mắt kiến rồi nè. Con bye bye cô chú đi. Con bye bye đeo nữa hả? Rồi. Đẹp chưa? Bây giờ con bye bye cô chú đi. Nãy giờ mình cười hoài. Đà. Đẹp chưa? Trời ơi. Chu lao. Đây mày đeo. Cô qua cô chú các ơi. Cô qua cô chú các đi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Vậy là cười suốt đêm ha? Con câu vậy cười suốt đêm á hả? Chụp chập. Đẹp chưa? Rồi thôi, nghỉ rồi đó. Rồi bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Bye bye. See you again. Send you ghi là see you again đó. Rồi thôi, cởi ra. Đi xuống nha. Rồi, xuống. Đi đứng lên. Đó. Ủa.